Con hay cháu hay em? Con. Hả? Con của anh? Con của con. À, con của con. Rồi. Rồi con được ơn gì của Chúa, con làm chứng chia sẻ cho mọi người. Dạ con chính chào cha và cộng đoàn. Con mới được ơn sáng nay và cách thứ năm vừa rồi á, nhà con á, ta là con kể cho bốn ơn mà hai ơn mới nhận ngày hôm nay, ngày thứ năm. Sáng nay con đi lễ á, ước muốn tới đây để làm chứng nhân cho Chúa lắm, nhưng mà không có thời gian với con, có con như vậy á, cái con xác. Rồi ơn thứ nhất là gì kể cho mọi người nghe, mau. Dạ sáng nay con nói Chúa ơi, chiều nay Chúa làm sao cho con đến đây để con làm chứng nhân, con muốn lắm. Thế con nói con đi đường con đi lễ, con nói anh ơi, chiều nay em với anh đi đâu điểm tin mừng anh, dưới đó người ta đi nhiều lắm. Thế xong đó ảnh đi nên nó để đó từ từ đi. Thế trưa con buồn, con còn nguyện nữa, nói Chúa ơi chiều nay con muốn đi. Cái con đi qua mà nhà bà chị qua giờ gửi lời khấn á, con nhận xong cái chồng con về trước giờ con luôn. Cái anh nói đâu rồi, nói dạ em ở bên này. Ủa đi giáo điểm tin mừng gì kỳ vậy? Xong cái hả con nói tạ ơn Chúa. Cái lần này cái thứ năm vừa rồi á. Rồi đó là cái ơn thứ nhất, là ơn mà muốn đến giáo điểm tin mừng mà không biết sao đến được, mà cùng chồng thì lại cho mình đến với giáo điểm tin mừng. Đó là ơn thứ nhất. Rồi à, vì con nói cái ơn mà con được ơn lòng thương xót của Chúa. Ơn thứ hai, bữa thứ năm vừa rồi á, con đi lễ buổi chiều, con hâm nấu canh con quên mất tiêu luôn. Con để đi ở nhà nó cháy đen luôn. Mà ở bên tới lúc về nhà con khói không à, mà không bị gì hết trơn á. Nhưng Chúa gìn giữ con, có nói tạ ơn Chúa con quên mất tiêu à. Quên cái gì? Quên tắt ga. Dạ. Rồi, ơn thứ rồi, ơn kế tiếp. Dạ, ơn thứ ba là chú Lượng của con trong hội bà mẹ công giáo á. Được gì rồi chú bị bệnh tai biến nặng. Nhưng mà bác sĩ nói là chỉ có chết thôi, chứ không làm gì đâu. Thế là sáng đó con nghe một cú điện thoại của cô hội trưởng nói Son ơi, chú Lượng bị tai nạn, bị tai biến, sắp chết rồi. Con nói, cái gì vậy? Mới ngày hôm qua đi lễ mà. Cái xong á, con chỉ tắt máy, con nhắn tin cho cha hai tin. Xong nhắn tin xong cái sáng đó lên bệnh viện là bác sĩ chuẩn đoán là cắt tim, máu đã đứt hết rồi, bây giờ chỉ có chết thôi. Cái con cầu nguyện nói Chúa ơi, xin Chúa thương mà chữa cho chú con đi. Tại vì chú dẫn kinh trong hội đoàn, đi đọc kinh cầu nguyện hàng tuần á. Chú mà chú cất chú về thì tụi con lẻ loi mất, tụi con chưa xứng kinh như chú đâu. Thế xong á, tới trưa con gọi cái bác sĩ nói là không sao hết, mạch máu vẫn bình thường, bây giờ chú phục hồi lại bình thường rồi. Thứ tư là đứa em họ không có đạo. Em con lên con thăm con thấy nó sắp chết rồi. Con lấy cái chuỗi này nè, cái chuỗi nhỏ trong này. Con có bác sĩ ở đó, con nhắm tên cầu nguyện nha Chúa ơi. Con cũng là người tội lỗi lắm, con không biết cầu nguyện gì hết. Bữa nay xin Chúa thương mà nhậm lời chữa lành với em con đi. Con em con còn hai đứa nhỏ nữa. Chứ giờ chú cất nó về còn hai đứa bé nó còn khổ lắm, nó không có mẹ giống như lễ loi tội Chúa ơi. Con đứng con khóc xong cái giờ em con nó phục hồi rồi, mạnh khỏe rồi, bây giờ phục hồi được 80% rồi, không. Rồi, cho gửi tặng cho con những người trẻ ngày hôm nay nha. Một cái cuốn sách, một cuốn sách là Con Đường Tín Thác nha. Những người trẻ ngày hôm nay, như ta vừa mới nghe, những cái ơn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn phải nhận ra rồi là ơn. Mà nếu mình tín thác vào Chúa thì dẫu có chết, Chúa cũng sẽ làm cho sống. Dẫu có lúc mà đi vào đường cùng tuyệt vọng như là cái ông chú đó hay là như cô em đó, Chúa cũng làm cho được khỏe lại. Còn Đường Tín Thác, đây là cuốn sách kỷ niệm 25 năm linh mục chúng tôi viết trong vòng 3 năm vừa rồi. Và trong cuốn sách này thì có kèm cái CD để các bạn trẻ có thể vừa nghe, có thể vừa đọc xong rồi nghe nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bạn.